Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy nhiệt A318BT này của bên mình với điện thoại để các bạn in cái mã vân đơn trên tất cả các sàn thương mại điện tử luôn nha. Thì ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này cho các bạn biết nha. Thì đây là cái máy in nhiệt không cần phải bơm mực, không có sử dụng mực nha các bạn. Đó. Thì ở đây các bạn có một cục sạc nè và một cái con dây cáp nguồn nè. Đó, các bạn gắm cái cục sạc vào cái cọng dây cáp, rồi các bạn gắm điện vào để các bạn mở cái máy in lên nha. Rồi gắm điện vào ha. Ở đằng sau các bạn nó có cái chui nè, các bạn gắm vào cái lỗ ở đây ha. Rồi ở đây nó cũng có một cái công tắc kế bên này, các bạn mở lên để mở nguồn lên nha. Rồi khi mà các bạn mở nguồn lên đó thì đèn xanh ở đây nó sẽ sáng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mở cái nắp này ra để các bạn bỏ giấy vào nha. Ở đây nó có cái lẫy nè, các bạn kéo dùng ngón tay trỏ các bạn kéo lên là nó sẽ bật lên nè, các bạn dở nó qua một bên nè. Rồi ok, thì ở đây là cái tờ giấy in test ở bên mình nè các bạn. Bên mình á là cái tờ giấy này các bạn sẽ bỏ vào là cái mặt nhám nó nằm ở trên và cái mặt bóng nó nằm ở dưới, có nghĩa là cái mặt này á là các bạn sẽ lột ra nè, các bạn bỏ cái mặt sau, các bạn lấy cái mặt trên có keo nè, các bạn dán vào kiện hàng nha. Thì giấy bên mình nó các bạn là một sấp như thế này nè, khoảng 80 đến 90 ngàn một sấp 500 tờ, nó có keo dán y chang như vậy nè các bạn. Đó, nó có keo dán như vậy nè, các bạn tháo ra, các bạn lột ra, các bạn dán lên kiện hàng rất là nhanh. Cái khổ này là khổ 76130, rất là to nha. Khổ này là vừa nha các bạn, không cần phải khổ A6 đâu, khổ A6 nó to lắm, khổ A6 tới 150 x 100 lận. Ok, bây giờ các bạn đóng nắp lại nè. Rồi, giấy ở đây thì mình sẽ bỏ vào mặt nhám mình để trên và mặt bóng mình để dưới nè. Mặt trơn mình để dưới nha. Rồi nếu mà bạn nào mà để sai là in nó sẽ không ra mực nha. Ok, thì giấy các bạn đưa từ sau, các bạn đưa lên nè là nó cái máy nó sẽ tự động kéo cái giấy lên luôn cho các bạn nè. Đó nha. Rồi bây giờ thì các bạn dùng cái điện thoại của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in trên cái sàn Shopee trước nha. Thì bây giờ các bạn mở cái điện thoại các bạn lên nè, các bạn bật cái Bluetooth lên ha. Rồi ok, các bạn vào trong cái App Store hoặc là CH Play á, các bạn tìm cái từ khóa là Flat Label nè các bạn. Ở trên máy có ghi nè, Flat Label nha. Rồi cái phần mềm Flat Label này ha, các bạn cài vào nha. Ở đây mình cài rồi nha các bạn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vào trong cái phần mềm của bán hàng của Shopee này nha các bạn. Các bạn vào trong cái đơn của mình nha. Rồi các bạn vào trong cái đơn của mình. Ở đây thì những đơn này mình đã xử lý rồi nha. Rồi mình có một đơn chưa xử lý nè. Rồi mình bấm chuẩn bị hàng nè các bạn. Những bạn nào mà bấm có nhiều đơn thì các bạn có thể in hàng loạt nha. Ở đây mình có một đơn, mình bấm chuẩn bị hàng nè. Ở đây thì các bạn có thể chọn là gửi hàng tại bưu cục hoặc là shipper tới lấy hàng. Ở đây mình sẽ chọn shipper tới lấy hàng cái địa chỉ của mình nha. Rồi, ở đây mình chọn là in phiếu giao nè. Rồi, bấm cái mũi tên ở đây nè các bạn. Chuyển qua cái app Last Label nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bấm in nè. Rồi ở đây các bạn sẽ chọn cái khổ giấy là 76 x 130 nha. Nếu mà không có cái khổ giấy 76 x 130, các bạn bấm nút cộng ở đây, các bạn bấm new nè, 76 trên và 130 dưới. Rồi 130. Rồi các bạn bấm ok là xong nha. Rồi rồi ở đây mình, các bạn set y chang như mình nha, thiết lập như mình luôn nha. Rồi ở đây cứ in khổ dọc nha các bạn. Rồi các bạn bấm in now nè. Các bạn lưu ý giúp mình nha, trên điện thoại iPhone á, các bạn không có vào trong cái cài đặt, các bạn
kết nối Bluetooth ở trong cái cài đặt chỗ này nha các bạn. Các bạn chỉ cần cài đặt trong cái app này nè, các bạn chỉ cần kết nối trong cái app như mình đây nè, không làm khác như mình nha. Rồi các bạn bấm kết nối đây nha. Mình làm sao video mình làm sao bạn, các bạn in làm như vậy nha, các bạn đừng làm khác nha. Rồi máy đã kết nối rồi nha các bạn. Máy nó đổi sang cái đèn màu xanh dương nè, là đã kết nối rồi nè. Ok bây giờ mình bấm anh thử nha. In Bluetooth thì nó hơi chậm xíu, các bạn chờ nó xíu nha. Đây các bạn, đây là cái tờ mã vận đơn mình vừa in ra nè. Mình in thêm một tờ nữa cho các bạn xem nha. Đó. Ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in trên cái sàn thương mại điện tử Lazada nha các bạn. Thì trên sàn thương mại điện tử Lazada cũng vậy thôi. Các bạn vào trong cái Seller Center, sau đó các bạn vào trong cái đơn của mình, các bạn chuyển cái đơn đó qua bên cái Black Label rồi các bạn in thôi nha. Ok, ở đây mình ví dụ là mình có một cái đơn nè, đơn máy in nè. Rồi, ở đây mình có cái đơn nha. Rồi mình cũng chuyển qua bên cái Black Label luôn nha các bạn. Thì cái đơn này mình đã xử lý rồi, mình bấm xử lý rồi nên mình không có bấm xử lý nữa. Những bạn nào mà chưa bấm xử lý thì các bạn bấm xử lý xong rồi các bạn bấm in, xong các bạn cũng chuyển qua phần mềm Black Label như bên mình luôn. Đó, sau đó rồi mình bấm in ở đây. Rồi những cái này là mình thiết lập một lần thôi, mình không cần phải thiết lập lại lần thứ hai nha các bạn. Hồi nãy mình đã thiết lập hết rồi nè, khổ giấy nè. Đó, bây giờ mình chỉ bấm in thôi, bấm kết nối máy in nè. Rồi bây giờ bấm in. Đối với cái máy in Bluetooth đó, thì nó ra hơi chậm xíu nha các bạn, do cái tờ giấy này của mình nó bị hư nè. Để mình bấm in lại nha. Thêm một tờ nữa nha các bạn. Đây các bạn ha. Ok, để mình dùng cái phần mềm quét barcode, mình quét thử cái barcode cho các bạn xem nha. Đó. Cái tờ Shopee nãy nè, để mình quét cho các bạn xem luôn nha. Đó, rất là nhạy nha các bạn. Đó. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái mã phân đơn trên cái sàn thương mại điện tử TikTok nha. Thì cũng như hai cái sàn kia thôi. Thì bây giờ mình cũng vào cái đơn của mình, sau đó mình sẽ chuyển cái pha đơn của mình qua cái phần mềm Black Label để mình in thôi nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào cái đơn của mình nha. Đây các bạn, thì những cái đơn của mình hiện tại là mình đã xử lý hết rồi. Các bạn nào chưa xử lý, các bạn bấm xử lý cái đơn đó, sau đó các bạn bấm in phiếu nhãn nè. Rồi ở trên góc là các bạn bấm chỗ xe, xe qua cái phần mềm Black Label nha. Đây. Rồi. Ok, bây giờ các bạn bấm in nè. Ở đây thì có những cái thông số là 76x130 là khổ giấy nè. Các bạn nào chưa thiết lập thì các bạn thiết lập nha. Khổ giấy 76x130 là khổ giấy bên mình nha. Rồi, các bạn thiết lập những cái thông số y chang như vậy nha. Rồi, in khổ giấy dọc nè. Bây giờ các bạn bấm in nha. Rồi các bạn kết nối máy in nè. Rồi khi kết nối thành công thì cái máy in nó sẽ chuyển sang cái đèn màu xanh dương nha. Bấm in nè. Những bạn nào mà bấm muốn in hàng loạt thì các bạn bấm in hàng loạt, in cũng y chang như vậy nha các bạn. In hàng loạt thì giờ nó sẽ ra nhiều tờ hơn nha các bạn. Rồi đây nha các bạn nha. Đây là cái mã vận đơn TikTok nè. Ok, mình sẽ quét thử cho các bạn xem nha. Đó các bạn nha. Ok, những bạn nào muốn mua máy in này á, thì các bạn xuống dưới phần mô tả, mình có để cái đường link của Shopee hoặc Lazada bên dưới phần miêu tả. Các bạn click vào cái đường link Shopee hoặc Lazada để mua hàng, để được giao hàng đến tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.